thank you. What's the weather like today? It's sunny and really... That's right, yeah. Okay, my name is Adam. Can you say... Yeah, that's right. Can you say, hello, Adam? Pretty good. I am from a small country called Ireland. Of Ireland, a city called Dublin. I am 28 years old. Yeah, 28. I am here today to play a game. So, would you like to play? Okay. Rồi, câu hỏi đầu tiên sẽ là câu hát nên cô Trâm sẽ không loại bất cứ một bạn nào cả. Nhưng từ câu số 2, bạn nào trả lời sai, cô Trâm sẽ thu bạn. Được chưa nào? What is this? Easy, right? Chúng mình viết câu trả lời trên bảng nào chỉ cần ghi đáp án ở chỗ trống gần thôi nha. Có bảng xuống không? Ghi đúng nào, nhớ nha. Viết xong úp để là không có bảng kế bên như bài, ok? 7 years old. Bobby is 6 years old. Jack is something than Bobby. Is he A, younger, B, older, or C, smaller? Rồi, chúng mình lưu ý ghi A, B hoặc là C thôi nha. Không cần phải ghi cả một câu trả lời ra được chưa nào? Ghi xong cũng phải làm nào con. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Good job. Okay,
have to do? Do this first one. You have to match the pictures. Match the pictures with the suitable words, right? You have picture 1, 2, 3, and 4. Match them with A, library, B, zoo, C, school, D, hospital, right? Choose the one that is not right.